Chào mọi người ha. Thì cái này là video review cho anh khách cũng kêu đặt là chịu khó. Thì con máy rất là giá trị. Người ta bán chắc một đống tiền. Dòng Eco tiết kiệm nhiên liệu ha. Lưỡi luôn. Tại cái sống luôn. Trời nó mưa quá. Nha. Đây chỗ 220. Máy thì đẹp, nhảy nổ. Ga ngon. Nha, muốn người bêu vệ sinh thơm. Đẹp miên man ha. Tại vì sang tuần thì em có công việc em phải về quê. Rồi bây giờ em review cho khách ha. Không tắt lên này, bật lên này. Khi mình sử dụng mình bật lên là đóng e này, mình giật một cái cho lên là xăng lên, bơm xăng phụ vào, mình gạt xuống là mình dùng. Cảm thấy không ưng cái gì thì mình về mình tự chỉnh thêm ha, thế cho nó chắc. Bóng loáng quá đẹp. Có tỷ lệ pha xăng nhớt nè, 251, 1 lít nhớt bằng 25 lít xăng. Con này pha nhớt nhiều à. Ổ giật trợ lực ha. Dây giật rất là mới tinh. Mọi người dùng những con máy giật này, mọi người kéo ra nhấc cái đó tới đoạn cứng rồi, mọi người giật lên. Chứ đừng có mà đang đỡ như thế này kéo lên một cái. Để em đảm bảo cái độ dây giật đây nó không có bên cạo được. Nó sẽ nhanh rồi hư, rất nhanh tuôn. Nhanh hư cái lò xo bên trong. Đó. Như thế này, mình kéo ra tới đoạn này. Nổ nhanh thôi. Mình không phải như thế này, rút âm ra. Không có đáng gì cả. Cho dù có trợ lực hay không trợ lực như vậy, mình kéo ra tới cỡ cứng rồi đấy, tới cỡ cứng đúng không, lên một tí đó, lúc đấy mình mới giật lên một tí là nó tự nổ thôi.
Máy thì đẹp nghiêng mang rồi, giá thì quá rẻ rồi. Đẹp từng con ốc. Ai muốn mua tay gà sống liên hệ em nha, 250 bộ, bán giá hữu nghị. Dây giật trợ lực, lật xương. Giá thì video trước em đã nói rồi, con này chỉ là review tiếng nổ lại. À, review tiếng nổ lại cho khách thôi. Em như chó thở, gà thở, mèo thở luôn. Em vẫn còn một con nha, một con, nhưng mà nó là màu cam. Cái vỏ này là màu cam nha, cũng là Echo. Nó là 220 DX nha. Con này là 220, có màu cam nha. Đẹp thì đẹp tuyệt vời. Khi mà mình không sử dụng một quá trình dài, ví dụ như cả tuần cả tháng ấy, thì mình nên đổ hết xăng ra và mình cho máy nó chạy, cho máy nó chạy hết cái phần xăng còn động lại ở trong này, trong bên trong bên chế ấy. Thì khi mà mình một tháng sau mình dùng cũng được, mình quay lại mình dùng ấy, thì mình giật nó rất là nhạy nổ. Chứ còn ví dụ như mình đỡ xăng ở trong này luôn, nó được cả tháng thì không dùng, hai tuần tháng thì lượng xăng nó kín á, nó sẽ hút lên mình sinh con, lúc đấy nó sẽ bị. Nói chung là khi mình dùng á, giật nó sẽ rất là khó nổ. Cái là cái chung của máy hai thì mọi người không phải bàn cãi. Máy đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, đẹp mà chỉ mua giá là rất là rẻ nữa. Thôi mọi người ha, thì mọi người quan tâm thì mọi người để làm một cái video YouTube đồ thì nó mất là nhiều thời gian, nên là mọi người quan tâm thì các bạn Zalo với số điện thoại bên dưới nha. Và tại vì ở nhà có chút việc nên em phải về quê, nên là sang tuần tới em sẽ có review nhiều máy cho mọi người xem một lần luôn. Còn mọi người ưng gì thì mọi người mua nha. Tại mấy hôm nay thì nó nhiều việc đó, ở nhà nó có nhiều việc nên em phải về rồi. Giật cho mọi người xem cái nữa ha. Xem em biểu diễn giật máy này. Đúng không? Mình đã cao như thế này đúng không? Thả xuống. Biểu diễn đây, để cao như thế này ha, để cao là thả xuống. Không cần phải giữ tay gì chứ. Giờ lên trời.
chưa bật công tắc. Vui thôi nha mọi người chứ không có gì đâu. À rồi, chào mọi người ha, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ha, 715 Nguyễn Văn Quá, quận 12.